Xin chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với channel của Chinta Mobile. Với một cái chiếc đèn bàn thì nó không thể nào thiếu trên cái vật dụng hoặc là trên cái vị trí mà các bạn sử dụng khi mình đọc sách hoặc là trong cái quá trình mà làm việc. Nhưng mà ngày nay thì mọi người không có sử dụng một cái chiếc đèn bàn thông thường nữa, mà chúng ta sẽ lựa chọn một cái chiếc đèn bàn nó có thể khả năng chiếu sáng của nó tốt nè, nó linh hoạt, vừa có nhiều tính năng và quan trọng hơn cả là thiết kế của nó cũng phải đẹp mắt. Và trong video này thì mình sẽ cùng giới thiệu cho các bạn một cái chiếc đèn bàn đến từ nhà Southloon với phiên bản là L300. Và với thiết kế của chiếc đèn bàn này thì nó cực kỳ nhỏ gọn và quan trọng nó chưa tới 1 kg các bạn ạ. Đây. Và đây là thiết kế của cái sản phẩm mà ngày hôm nay mình giới thiệu với các bạn. Với thiết kế này thì mọi người có thể nhìn thấy là nó có một cái màu sắc tổng quan là màu trắng. Và với cái phần đèn á, nó sẽ được phủ một cái lớp nhôm. Trong cái sản phẩm của mình nó sẽ có cái phần bắt mắt nhưng nó cũng không có quá tẻ nhạt, vẫn có cái phần điểm nhấn nha các bạn nha. Và ở đây là cái phần thân luôn. Dưới đây là cái phần đế. Đây là phần chiếu sáng, các bạn chỉ cần gập lên như thế này. Vị trí gập của nó khá là linh hoạt, mình có thể bẻ các cái góc khác nhau từ 15 độ, 30 độ và hơn thế nữa, hơn thế nữa, hơn thế nữa. Đây, mình có thể bẻ gập lên maximum ở một cái góc chiều cao như thế này thì các bạn có thể sử dụng nó ở những cái vị trí gì đó cần cái mức độ chiếu sáng phổ rộng hơn thì mình có thể bẻ gập để có thể thấy được ánh sáng khi mà chúng ta tìm kiếm sách hoặc là những cái đồ vật gì đó ở vị trí trên cao, kệ sách chẳng hạn. Lấy và sử dụng cái chiếc đèn này, mình có thể cái này thêm một cái tính năng nữa, sử dụng kèm theo thôi chứ nó không có phải là như là một cây đèn pin nha các bạn nha. Lý do mình nói nó không phải giống như một cái đèn pin tại vì cái đèn này mình sử dụng nguồn điện trực tiếp luôn, và vị trí để cho các bạn cắm nguồn điện nó sẽ ở cái phần đế của đèn. Ở đây mọi người có thể thấy nè, nó có hai cái vị trí, một là vị trí dây sạc chui taxi. Taxi thì bạn cắm trực tiếp vô cái nguồn dây điện, còn ở vị trí này để mình có thể sạc điện thoại hoặc là những cái đồ cục sạc dự phòng của nó kèm theo cũng rất là tiện lợi. Nếu như đây thôi thì các bạn cũng thấy chưa đủ đã đúng không? Thì mình sẽ quay cái mặt ở phía trước. Và trong trường hợp mà điện thoại các bạn bị hết pin, mình chỉ cần đặt nó ở vị trí như thế này thôi thì ngay lập tức nó sẽ tự động sạc cho các bạn luôn. Với một cái chiếc đèn mà nó có thêm cái tính năng sạc không dây, khi mà cái vị trí tiếp xúc của đèn với cái điện thoại của mình nó rất tiện như thế này thì mình nghĩ đây cũng là một cái điểm cộng cho cái chiếc đèn để bàn này. Và thao tác sử dụng của nó thì cực kỳ đơn giản. Mình sẽ có hai cái nút chạm. Đầu tiên các bạn sẽ thấy là ở đây nó có một cái nút chạm công tắc nè, mình chỉ cần mở lên thôi. Và với cái chiếc đèn để bàn này thì mọi người có tới 3 mức độ tùy chỉnh khác nhau, 3 mức độ tùy chỉnh ánh sáng như mình đang lựa chọn ở đây. Đó, ở đây là đèn sáng cao nhất. Nếu như đơn thuần chỉ là một màu sắc không thì các bạn sẽ cảm thấy là cũng được đó, cũng ok với những cái tính năng vừa rồi nhưng mà nó chưa đủ đã. Thì tiếp theo với cái đèn này Sukun L300 thì các bạn có tới 5 cái mức độ chỉnh màu và nhiệt độ màu của nó lên đến là 5600K là các bạn nha. Mình sẽ chỉnh nhiệt độ màu lần lượt cho các bạn xem nè. Ở đây nó sẽ thay đổi là mức độ vàng vừa, vàng ấm. Cái này nóng hơn một tí. Và sang cái ánh sáng trắng. Mình thấy là cái việc mà nó có chỉnh được các cái màu sắc như thế này thì nó khá là linh hoạt. Ví dụ như khi mà các bạn cần sử dụng đây là một cái chiếc đèn ngủ cũng khá là ok, hoặc là mình cần một cái ánh sáng mà nó dịu dịu nhẹ để mình đọc sách thư giãn thì mình có thể chỉnh sang cái tông gam ánh sáng nè, tông gam ánh sáng vàng nhạt như thế này thì nó cũng linh hoạt để cho các bạn có thể lựa chọn. Và mình nghĩ là một cái chiếc đèn để bàn nhưng nó hội tụ hết tất cả những cái yếu tố như là
là về khả năng chiếu sáng nè, cũng như là các cái mức độ chỉnh màu đa dạng, lần lượt tới 5 cái mức độ nhiệt chỉnh màu, và các bạn có thể thay đổi các cái cấp độ ánh sáng khác nhau, vừa có thể sạc dự phòng cũng được nữa. Nếu như mà các bạn nào đang tìm kiếm một cái chiếc đèn để bàn có đầy đủ được những cái yếu tố linh hoạt và thông minh như thế này thì hãy đến ngay với các cửa hàng Chiếm Tạm Mobile để có thể chọn ngay cho mình một chiếc đèn để bàn của Sokun L300 nhé. Cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi và đồng hành với mình trong hết video vừa rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!